Long Phi Hổ, tôi không cần biết cậu là thần hay quỷ, miễn là cậu vượt qua được ba cửa ải, tôi sẽ tha cho cậu một con đường sống. Đại Nghiêu, cảm ơn đã nhường tôi. Đợi đã. Phi Hổ, bắn đi, mặc kệ chú. Sau phát súng này, dắt theo Tiểu Minh, cao bay xa chạy, càng xa càng tốt. Đừng bao giờ quay lại nữa. Nổ súng đi. Hay lắm, bắn hay lắm.
tuyệt. Đánh hay lắm. Phi hổ. Đường đại ca, tránh ra. Phi hổ. Phim được dịch Tuyết Minh. Anh Phi hổ ơi. Phi hổ. Đừng mà. Phi hổ ơi. Rõ ràng Đường Dũng biết mình không phải đối thủ của Long Phi Hổ, vậy mà vẫn cố chấp thể hiện. Nếu không phải vì đánh không lại người ta thì cũng muốn dùng. Đại Nghiêu, đừng nói nữa. Thương thay cho Đường Dũng, sắp đến ngày thành thân cùng Khánh Ngân rồi. Khánh Ngân, tình yêu dù sâu đậm đến đâu, rồi cũng sẽ có lúc chia ly. Đường Dũng ra đi, thần núi cũng sẽ phù hộ, giữ linh hồn của hắn, để hắn mãi ở lại trong núi, không bao giờ chia xa với chúng ta. Cha, con không sao cả. Hôn sự này do cha quyết định. Mặc dù con và Đường Dũng chưa thành thân, nhưng dù sao anh ấy cũng là người của chúng ta. Con nhất định sẽ làm tròn bổn phận của mình, túc trực bên linh cữu của anh ấy, con gái ngoan của cha. Lão trại chủ, còn hai cha con kia thì sao? Tất nhiên là xử bọn họ, tế lễ cho Đường đại ca. Khánh Ngân, con có ý kiến gì không? Cha, cha đã nói những chuyện này đều do thần núi an bài. Sự ra đi của Đường Dũng không liên quan gì đến họ. Chúng ta cũng đừng làm khó họ, cứ phó thác cho trời.
Coi như xong rồi. Xong rồi. Cha nuôi. Có chuyện gì vậy? Cha nuôi. Sao vậy hả? Cha nuôi, đừng làm con sợ mà. Cha nuôi. Trả lời con đi. Cha làm sao vậy? Cha. Con sống làm gì nữa? Cha nuôi. Cha nuôi. Cha sao vậy? Người đâu, mau lên đi. Mau đến đây đi. Cha nuôi của tôi sắp không xong rồi. Mau cứu người đi. Nhanh lên. La lối gì hả? Cầu xin anh đấy đại ca, cứu cha nuôi của em đi. Cha nuôi của em không xong rồi, làm ơn đi mà. Anh không phải là thần y, sao mà biết chữa bệnh. Đại ca, em cầu xin anh mà. Anh mau cứu cha nuôi của em đi. Thôi được rồi, đợi một chút đi. Anh đi tìm trại chủ đã. Cha nuôi. Bảo vệ phi hổ là sứ mệnh mà nhà họ Long giao cho cha. Giờ thì sao? Cha còn sống mà phi hổ lại không còn. Cha nuôi ơi, xin lỗi tổ tiên. Không còn mặt mũi nào gặp anh trai của cha nữa. Cha nuôi. Không còn mặt mũi nữa. Cha nuôi ơi,
con trai. Kiếp này Long Thiên Cha, sợ là không vào được từ đường nhà họ Long. Cha nuôi, cha nuôi ơi, có sao không? Cha nuôi, ngủ một lát đi. Chị gái đó nói, chỉ cần cha ngủ đến sáng ngày mai là sẽ khỏe ngay. Nào cha nuôi, con trai, thời gian này đều do con chăm sóc cha sao? Phải. Buồn ngủ sao? Con buồn ngủ chưa? Không, để con chăm sóc cha. Cha nằm xuống đi. Con ngoan. Long Thiên, cháu đây, cháu là Phi Hổ đây. Phi Hổ, cháu còn sống sao? Cháu không sao, vẫn còn sống. Phi Hổ, chú còn tưởng là cháu đi đời rồi. Chú bị sao vậy? Ngay cả cháu cũng không nhận ra. Chú, anh Phi Hổ, anh không biết đâu. Lúc anh rơi xuống vực, cha nuôi đã sợ mất vía. Sau đó cha nuôi đổ bệnh nặng, nhờ chị gái đó đắp thuốc cho cha, cha mới khỏe lại một chút. Tổ tiên phù hộ, trời cao có mắt, tổ tiên hiển linh. Chú còn tưởng cháu toi mạng rồi, suýt nữa chú đi gặp cha cháu rồi. Cháu vẫn còn sống mà. Đừng khóc nữa, chúng ta đi thôi. Chú đi nổi không? Không sao cả, chỉ cần nhìn thấy cháu là chú không sao cả. Mau đi thôi, đi. Phi Hổ, cháu bị dở người hả? Bây giờ chúng ta đang chạy trốn, cháu trốn hắn làm gì? Dù sao đi nữa cũng phải tính trong người đã khuất. Được rồi, chúng ta phải đi thôi. Long Phi Hổ, cậu có thể thoát khỏi hố trời đó. Nếu tôi không tận mắt nhìn thấy, tôi thật sự không tin được. Đường Dũng mất chỉ là một tai nạn. Thả bọn họ đi, chuyện không liên quan gì đến họ. Phi Hổ, Thanh Phong Trại là nơi anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Đưa đi. Tôi xem ai dám làm càn. Đợi đã. Cha, đó không phải là đao của cha sao? Hóa ra cậu đã vào phòng của tôi. Phi Hổ, cháu vào phòng lão trại chủ hả? Lão trại chủ không thể mềm lòng được. Bọn họ là cầu quan của Dụ Thành. Đúng đó, bọn họ đã vào Thanh Phong Trại. Họ biết rõ địa hình nơi đây. Tha cho họ chẳng khác nào thả hổ về rừng, gây ra họa lớn. Cậu nghĩ rằng lấy mạng tôi, cậu sẽ thoát khỏi Thanh Phong Trại được sao? Ý của ông là sao? Thanh Phong Trại các người là loại người gì thế?
Lão trại chủ, không phải chính miệng ông đã nói chỉ cần phi hổ vượt qua ba cửa ải sẽ để chúng tôi xuống núi sao? Bây giờ vượt qua ba cửa ải rồi, sao ông lại nuốt lời? Phi hổ đã vào phòng ông. Nếu muốn lấy mạng ông thì giờ ông còn có thể đứng ở đây quát tháo ra lệnh sao? Hay là đi gặp thần núi của ông rồi? Các người nhìn đi, đây là mộ của Đường Dũng. Phi hổ tưởng niệm hắn như một dũng sĩ nên mới chôn cất hắn. Nếu không chúng tôi đã chạy từ lâu rồi, sao còn ở đây để các người bắt? Tự quyết định đi. Long Phi Hổ, bên trong mộ này thật sự là Đường Dũng sao? Sao cậu lại làm thế? Tôi chỉ vì nhân nghĩa mà thôi. Cha, Long Phi Hổ có thể thoát khỏi hố trời cũng coi như là người phi thường. Hắn còn liều mạng chôn cất Đường Dũng cũng là người nhân nghĩa. Hắn đã vượt qua ba cửa ải, chúng ta cũng nên giữ lời hứa. Nếu chúng ta lấy mạng hắn lúc này, về tình về lý cũng rất khó ăn nói. Long Phi Hổ, cậu chôn cất Đường Dũng tử tế cũng được xem là người nhân nghĩa. Chúng tôi không coi các người là kẻ thù, nhưng cũng không thể hóa giải được mối thù giữa Quốc Quân và Thanh Phong trại chúng tôi. Dù sao cậu cũng là người của Quốc Quân, nên ba người phải ở lại đây, ở lại Thanh Phong trại chúng tôi, làm con tin để chúng tôi chống lại Quốc Quân. Lão trại chủ, ông xử lý tôi thế nào cũng được, nhưng nếu ông muốn dùng tôi làm con tin uy hiếp Quốc Quân thì ông đừng hòng. Cha, thế này đi, đưa hai người bọn họ đi trước, còn đứa nhóc đó giao cho Đại Nhiêu. Được, con nghĩ họ cũng chẳng làm được gì đâu. Đưa đi hết cho tôi. Vâng, tôi đi theo cha nuôi của tôi. Cái quái gì đây? Nói lời mà nuốt lời. Không phải nói vượt qua ba cửa ải sẽ thả chúng tôi sao? Thành Phong trại cái quái gì chứ? Như quần què. Có gan thì thêm mấy ải nữa đi. Được rồi, đừng làm loạn nữa. Chú có bản lĩnh thì phá cửa thoát ra ngoài đi. Cháu cũng được lắm. Đã vào tận phòng lão già đó rồi, cháu bắt giặc thì phải bắt vua trước chứ. Thừa cơ hội tiêu diệt luôn Thanh Phong trại, sau đó chúng ta mượn quân của Hàn Tuấn Minh trở về Long Thành báo thù. Giờ thì tốt rồi, như cá nằm trên thớt. Tuy hắn là thủ lĩnh băng cướp, nhưng cháu là ai? Cháu Đường Đường là quân nhân xuất thân từ Giảng Võ Đường, sao cháu có thể ám sát một ông lão tuổi già sức yếu? Hơn nữa, đêm qua cháu đã kiểm tra khắp Thanh Phong trại, chẳng thấy dấu vết nào của việc trồng cây anh túc cả. Cháu cảm thấy Hàn Tuấn Minh đã lừa chúng ta. Cháu lấy đao của hắn chỉ để hù dọa hắn thôi. Hù dọa sao? Đối với một đám cướp thì hù dọa có tác dụng gì đâu. Giờ thì sao đây? Ra cờ thất thế rồi. Mà phải nói nha, cũng chỉ có thiếu trại chủ đó có chút hiểu biết. Nhiều người muốn lấy mạng chúng ta như vậy, chỉ có cô ta ngăn lại. Cháu nghĩ có khi nào cô ta thích cháu không? Chú nói vớ vẩn gì thế? Nói đến đây rồi, cháu muốn hỏi chú một câu. Hôm đó chú giả thần giả quỷ, sao lại biết cô ta Mạnh Thủy? Chú là ai hả? Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Hơn nữa, chú từng theo học phù thuật ở Tuyết Sơn. Chú đùa đấy. Cháu biết không, chú nhìn thấy trên tay cô ta có đeo vòng tay vàng. Ở vùng núi non này của chúng ta có biết bao dân tộc,
chỉ đeo bạc mà không đeo vàng. Điều này chứng tỏ cô ta mạnh thủy, mà mạnh thủy thì thiếu kim. Cha cô ta sợ cô ta gặp nhiều tai ương, cho nên muốn dùng vòng vàng để bảo vệ mạng sống của cô ta. Lúc đó tình thế cấp bách, chú chỉ đành liều một phen, ai ngờ lại có tác dụng. Chú nói xem, chú theo cháu bao nhiêu năm rồi, sao cháu không biết chú là thầy bói vậy? Cháu đấy, nếu chú biết xem bói thì chú xem thử xem chúng ta có thể sống sót ra khỏi đây không. Chú, đã hơn 200 năm rồi. Hơn 200 năm trước, tổ tiên chúng ta ra ngoài săn bắn, đêm đến thì nghỉ lại ở đây, cũng chính là thanh phong trại của chúng ta bây giờ. Lúc đó trời xanh mây trắng, nước suối róc rách, trong vắt vô cùng. Thật đúng là cảnh sắc tươi đẹp, chim hót hoa nở. Tổ tiên chúng ta nghĩ rằng đây chính là ý chỉ của thần núi, nên đã chuyển trại đến chỗ chúng ta bây giờ. Hơn 200 năm rồi, chúng ta đã ở đây sinh sống, an cư lạc nghiệp. Cha, thần núi nhất định sẽ bảo vệ chúng ta, trại ta sẽ sớm vượt qua thời kỳ hỗn loạn trước mắt, trở lại như ngày xưa. Từ trước đến nay, những con dao săn và súng săn của chúng ta chỉ dùng để đối phó với những con thú dữ, nhưng bây giờ thì phải dùng chúng để lấy mạng người khác. Lão trại chủ, thuốc trị thương trong trại sắp hết rồi, nhiều binh sĩ bị thương, vết thương ngày càng nặng. Hay là để tôi dẫn anh em xuống núi một chuyến? Lúc này xuống núi không an toàn lắm. Cha, con sẽ bảo Tạ quân sư đi cùng cậu ta, sẽ không sao đâu. Được, vậy để Tạ quân sư đi cùng cậu, đi sớm về sớm đấy. Vâng, đi đi. Mời quý khách dùng trà. Ngài Lục, người mà chúng ta cử đến đang trên đường đến rồi, nhưng mà địa điểm chúng ta chọn tôi e là không an toàn lắm. Ông chủ, cho một ấm trà nóng, có ngay. Vào thẳng chuyện chính đi. Ở đây không an toàn, tôi sẽ đợi các người ở phía trước. Cô là ai? Cô Yoshimasao. Xin chào anh. Tôi là Yoshima. Tôi không ngờ cô Yoshima lại xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng này. Nhưng mà tôi cần một người phụ nữ có vẻ ngoài dịu dàng. Ngài Lục, thành thật xin lỗi. Vì nhiệm vụ lần này quá gấp gáp, tôi đành phải ăn mặc như vậy để tiện đi đường. Không biết lần này Ngài Lục cần tìm một người phụ nữ để làm gì thế?
Tôi cần cử một người đến một nơi gọi là Thanh Phong Trại. Đây là khu vực tập trung của các dân tộc thiểu số địa phương. Trại này rất cảnh giác với người ngoài, cho nên tôi cần một người phụ nữ có vẻ ngoài dịu dàng để dễ lấy được lòng tin của họ. Sau đó trà trộn vào trại, tìm hiểu tình hình, hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Nhiệm vụ là gì? Lấy mạng một người. Lấy mạng ai vậy? Cựu đội trưởng đội bảo an Long Thành, Long Phi Hổ. Quân sư, lần trước anh nói chuyện người nước ngoài dùng nước thuốc chữa bệnh, có thật không vậy? Toàn là yêu thuật thôi, nói không chừng là bỏ bùa người ta đó. Tôi cũng nghĩ vậy. Dạo này bọn cẩu quan hay đến đây, từ từ thôi đại nhiêu, giờ đến cả người nước ngoài cũng chạy đến tận nơi hẻo lánh này. Này quân sư, anh nghĩ chúng ta còn có thể sống yên ổn được không? Thời Xuân Thu Chiến Quốc, các nước chư hầu xưng hùng xưng bá, bây giờ chúng ta cũng đang trải qua một cuộc đại loạn như vậy. Quân sư, qua xem sao. Đi. Này cô gái, cô không sao chứ? Các người là ai? Cô gái, chúng tôi không phải người xấu đâu. Cô gái, cô đừng sợ. Chúng tôi là người trong Thanh Phong Trại. Cô là người của trại nào? Sao lại ở đây? Quân sư của chúng tôi hỏi cô đấy. Mau nói chúng tôi biết cô ở trại nào. Chúng tôi có thể đưa cô về. Tôi ở trong ngôi làng ngoài thành. Hôm qua một đám quốc quân kéo đến, cướp bóc tàn sát người dân. Nhà chúng tôi bị cháy hết rồi. Tôi không còn nơi nào để đi, nên đành phải trốn lên núi. Mẹ nó, lại là đám người tán tận lương tâm đó. Cô gái, vậy cô còn người thân nào không? Chúng tôi đưa cô về. Được rồi, đưa về trại rồi tính tiếp. Này đại nghiêu, cậu quên quy tắc của Thanh Phong Trại rồi hả? Sao có thể tùy tiện để người ngoài vào trại? Vậy anh nói phải làm sao đây? Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, để một cô gái ở lại nơi hoang vu hẻo lánh thế này được. Vậy đưa cô ấy xuống núi trước, rồi tính tiếp. Mong cô hiểu cho. Không phải chúng tôi không muốn giúp cô, chỉ là chúng tôi không thể phá vỡ quy tắc của Thanh Phong Trại. Đại ca, tôi không làm phiền các anh nữa. Cảm ơn. Cẩn thận. Quân sư, anh xem kìa, cô ấy chỉ là một người dân bị thương thôi. Nếu chúng ta không giúp cô ấy có thể đi đâu chứ? Chúng ta cầu xin lão trại chủ, chắc chắn sẽ được thôi. Đại Nhiêu, cậu muốn phá vỡ quy tắc của Thanh Phong Trại sao? Thời này không còn yên bình như xưa đâu. Đại ca, tôi không phải người trong trại. Tôi cũng hiểu quy tắc của trại. Tôi không phiền mọi người nữa. Đợi đã. Quân sư, hai người xuống núi trước đi. Tôi sẽ đưa cô ấy về trại. Nếu lão trại chủ có trách phạt gì, một mình đại nhiêu tôi gánh chịu. Đi. Đại nhiêu, anh nhiêu. Này đại nhiêu, đi thôi. Lão trại chủ, tôi tự ý đưa người về trại, vi phạm quy tắc của trại, xin ngài trách phạt. Nhưng tôi xin ngài, hãy cho cô gái này ở lại đây vài ngày. Khi nào tôi tìm được nơi ở mới cho cô ấy, tôi nhất định sẽ dẫn cô ấy xuống núi. Đại Nhiêu, đứng lên đi.
Cô từ đâu đến vậy? Cô ấy là người dân ở ngôi làng ngoài thành. Bọn quốc quân kéo đến làng của họ, tàn sát, đốt phá và cướp bóc mọi thứ. Gia đình cô ấy đã bị sát hại, chỉ có một mình cô ấy may mắn chạy thoát. Là vậy thật sao? Lại là đám quốc quân gây chuyện. Cha, hay là tạm thời để cô ấy ở lại đây? Tôi hỏi cô, ngôi làng đó tên gì? Và cha cô tên gì? Trong nhà còn có người thân nào khác không? Lát nữa tôi sẽ phái người đi tìm giúp cô. Nói đi. Lão trại chủ, cha tôi họ Lục, còn tôi tên Thụy Phương, là người Quý Châu, bị cha bán đến làng đó để trả nợ, để làm lễ sung hỷ cho con trai sắp lìa đời của một gia đình trong làng. Sao chứ? Sao cô không nói thật với tôi? Tôi không cố ý nói dối anh đâu. Nhưng nếu không làm vậy, các người sẽ đưa tôi về làng. Tôi thả gieo mình xuống vực còn hơn. Thôi được rồi, tôi biết rồi. Đừng khóc nữa. Đại Nhiêu, mau đỡ cô ta đứng lên đi. Vâng. Cô cứ tạm thời ở lại đây vài ngày. Sau đó, tôi sẽ phái Đại Nhiêu đưa cô về quê. Còn không mau cảm ơn lão trại chủ đi. Cảm ơn lão trại chủ nhiều. Cảm ơn lão trại chủ. Đi thôi. Thụy Phương, chậm thôi. Tạm thời, cô cứ ở đây vài ngày. Vài ngày nữa tôi sẽ tìm cho cô chỗ khác. Tới rồi. Thụy Phương, vào đi. Thụy Phương, cô cứ ở lại đây trước. Đây là phòng của tôi, cô đừng chê nhé. Hơi bẩn một chút. Phải rồi, ban đêm cô tuyệt đối đừng ra ngoài. Tối nay chúng tôi có lính đi tuần tra, đặc biệt là khu vực sau núi. Đừng đi ra đó, tôi sợ họ gặp người lạ như cô sẽ làm hại cô đấy. Anh Đại Nhiêu, nếu tôi ở đây, vậy anh ngủ ở đâu? Trại lớn thế này, chẳng lẽ không có chỗ cho tôi sao? Yên tâm, cô cứ yên tâm mà ở đây đi. Anh Đại Nhiêu, cảm ơn anh. Không sao, cô nghỉ ngơi sớm đi. Cảm ơn anh Đại Nhiêu, không sao cả. Em trai, sao lại chạy đến đây một mình vậy? Em nhớ cha nuôi và anh trai. Chị ơi, chị có phải người trong trại này không? Chị có thể đưa em đi gặp cha nuôi và anh trai của em được không? Cha nuôi và anh trai của em là ai? Bọn họ xảy ra chuyện gì rồi? Cha nuôi của em là Long Thiên, còn anh trai của em là này Tiểu Minh. Anh Đại Nhiêu, Thụy Phương, lại chạy lung tung nữa rồi, còn chạy lung tung nữa, anh cũng nhốt em vào đấy.
Anh Đại Nhiêu, em cầu xin anh mà, anh dẫn em đi gặp cha nuôi và anh Phi Hổ đi, một lần thôi cũng được. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, nếu không phải anh cầu xin cho em thì bây giờ em cũng bị nhốt luôn rồi. Anh Đại Nhiêu, tôi thấy thằng bé này cũng không phải là người xấu, nếu anh có cách thì đưa nó đi một chuyến đi. Đúng đó anh Đại Nhiêu, làm ơn đi mà anh Đại Nhiêu. Em cầu xin anh đó, một lần thôi cũng được. Anh Đại Nhiêu, thôi được rồi, nhưng chỉ được gặp một lát thôi đó. Vâng, vậy tôi đưa nó đi trước. Chúng ta đi thôi. Nhiều ngày như vậy rồi mà trong trại chẳng có động tĩnh gì. Nhớ Tiểu Minh rồi sao? Cũng không biết thằng nhóc đó ở bên ngoài có sống tốt không nữa. Cha nuôi ơi, con trai. Cha nuôi, vừa nhắc đến con luôn đó. Anh Phi Hổ, đừng la lối ông xỏm nữa. Em ở đây chơi một lát đi, lát nữa anh đến đón em. Con trai, qua đây ngồi xuống đi, để cha nuôi xem nào. Không bị gì cả. Sao rồi, bên ngoài có ai bắt nạt con không? Có thì nói cho cha biết, cha cho chúng biết tay luôn. Cha nuôi, anh Phi Hổ, hai người yên tâm đi. Người ở đây đối xử với con rất tốt. Con ở đây được ăn đồ ngon, đêm thì say giấc, đặc biệt là chị gái đó tốt với con lắm. Đến đây rồi thì vào việc, mau đấm bóp cho cha đi. Nhanh lên, dễ chịu lắm. Theo những gì Tiểu Minh nói, cháu nghĩ Thanh Phong trại này không giống là ổ nha phiến. Như những gì Hàn Tuấn Minh nói, giống như một ngôi làng thì đúng hơn. Cháu muốn gặp lão trại chủ, biết đâu có thể hóa giải xung đột lần này. Đừng tự chuốc lấy phiền phức nữa. Cháu vừa lấy mạng con rể tương lai của người ta, người ta tha mạng cho chúng ta đã là may mắn lắm rồi. Còn tin lời cháu nói sao? Bên này, được. Anh Đại Nhiêu, về rồi sao? Thụy Phương, cô dọn dẹp căn phòng này hả? Sạch sẽ quá rồi. Đại Nhiêu, tôi là người thô kệch, cô dọn sạch sẽ như vậy tôi không quen lắm. Anh Đại Nhiêu, anh họ Lục, tôi cũng họ Lục, tính ra chúng ta cũng là họ hàng. Cũng là anh cứu tôi lên núi, cần gì khách sáo với tôi như vậy. Phải rồi, anh Đại Nhiêu, Tiểu Minh đâu? Chơi với cha nuôi nó trong nhà giam rồi. Nhà giam sao? Tôi thấy người trong Thanh Phong trại đều là người tốt cả, cần gì phải có nhà giam chứ. Mấy hôm trước có tên quốc quân, không biết bằng cách nào, hắn trèo lên từ vách đá sau núi, định đánh úp trại chúng tôi, kết quả bị chúng tôi bắt được. Phải nói bản lĩnh của hắn so với Đại Nhiêu tôi thì kém xa. Anh Đại Nhiêu, anh lợi hại lắm. Thú thật là tôi rất thích Thanh Phong trại, đặc biệt là những người ở đây. Nhưng mà mọi người ở đây đều rất tốt. Chỉ có điều, tôi không biết tôi có thể ở đây bao lâu. Cha cô đã bán cô, cô còn quay lại đó làm gì? Hay cô cứ ở lại đây trước, tôi sẽ đi nói với lão trại chủ. Lão trại chủ là người tốt bụng, ông ấy nhất định sẽ đồng ý. Thật sao anh Đại Nhiêu? Nếu anh có thể cho tôi ở lại, tôi sẽ làm giúp việc cho anh. Đừng, không được đâu, tôi là một người đàn ông thô kệch, đâu phải là địa chủ gì đâu. Nhưng mà tôi cũng không thể ở đây mà không làm gì cả. Tôi có thể giặt giũ và nấu cơm, bất cứ việc gì cũng được. Phải rồi, không thì thế này đi. Cô đó, vào bếp phụ giúp trước đi. Tôi sẽ đi nói chuyện với lão trại chủ. Cô yên tâm, chắc chắn sẽ ổn thôi. Thật sao anh Đại Nhiêu? Tôi sẽ đi ngay đây. Cảm ơn anh nhiều lắm, không có gì.
Lão trại chủ, lần này xuống núi khá suôn sẻ. Những loại thảo dược này đủ cho cả trại của chúng ta dùng trong thời gian dài. Tạ quân sư vất vả rồi. Gia Hưng, mau mang những loại thảo dược này đi phát cho mọi người trong trại của chúng ta đi. Được. Cha. Lão trại chủ, cô gái kia thế nào rồi? Anh nói đến cô gái mà Đại Nhiêu đưa về phải không? Xuất thân của cô gái đó vẫn chưa rõ ràng. Đại Nhiêu quá mềm lòng, nhất quyết đưa cô ta về Thanh Phong trại. Trong thời điểm này, chúng ta phải cẩn thận hơn. Sáng nay tôi thấy cô ấy đang giặt quần áo bên sông. Xem ra có vẻ cô ta cũng chỉ là con gái của gia đình bình thường. Thời buổi rối ren khiến lòng người hoang mang. Chúng ta tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa. Quân sư, tôi sẽ cố tiếp cận cô ta, hỏi rõ xem quê quán của cô ta ở đâu, rồi sớm đưa cô ta xuống núi. Còn Long Phi Hổ thì sao? Ngài cần sớm đưa ra quyết định. Lòng thương xót nhất thời chỉ mang đến những tai họa không ngờ cho Thanh Phong trại chúng ta. Thụy Phương, là Khánh Ngân sao? Khánh Ngân, cô cẩn thận đấy. Cô lên đó làm gì thế? Tôi muốn lên núi hái nấm. Ở đây không có nấm đâu. Nếu cô muốn hái, sau này tôi sẽ phái người dẫn cô đi. Chào gì? Thụy Phương, sau này hai chúng ta sẽ mang cơm cho họ. Đợi đã, cô ta là ai? Cô ấy là người phụ bếp mới đến. Thiếu trại chủ nói rồi, sau này hai chúng tôi sẽ thay phiên nhau mang cơm cho họ. Được rồi, đợi một lát. Cơm đến rồi. Cậu báo với lão trại chủ, tôi muốn gặp ông ấy. Lo ăn cơm đi. Nếu lão trại chủ muốn gặp anh, ngài ấy sẽ tự đến thôi. Đến giờ ăn cơm rồi. Đi thôi. Phi Hổ, đừng lề mề nữa, mau lên ăn cơm thôi. Chú có cảm thấy người phụ nữ đó có gì không ổn không? Trông không giống người của Thanh Phong trại. Sao cháu nghĩ nhiều thế hả? Bây giờ chúng ta ăn bữa nay lo bữa mai. Ăn thật no đi, còn tìm cách trốn ra ngoài nữa. Ăn đi. Dừng lại. Nhổ ra. Mau lên. Nhổ ra đi. Chú thấy sao rồi? Không sao. Không đúng. Nếu lão trại chủ muốn lấy mạng chúng ta thì có thể trực tiếp động thủ. Sẽ không dùng độc thế này. Theo cháu thấy, không giống người ở Thanh Phong trại muốn lấy mạng chúng ta, mà giống như kẻ bên ngoài trà trộn vào hơn. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta cứ tương kế tiểu kế, chú giả vờ đau bụng. Lên giường nằm đi, được.
Lính canh. Này lính canh. Lính canh, đau quá đi thôi. Chú ấy bị đau bụng. Bụng đau dữ dội lắm. Chú sao rồi? Mau lên đi. Đau quá đi. Thoải mái lắm. Bây giờ con là trại chủ rồi. Sau này không thể làm phiền tới con. Trại chủ hay không phải trại chủ gì chứ, con mãi mãi là con gái của cha. Con nhóc này, lúc thì khiến cha lo lắng cho con, lúc thì trong lòng không biết phải thương con sao đây. Thôi thì cha sẽ tìm cho con một người chồng như ý. Cha, cha lại thế nữa rồi. Con không muốn lấy chồng đâu. Con chỉ muốn ở bên cạnh cha, chăm sóc cha suốt đời thôi. Có chuyện rồi. Lão trại chủ, Long Thiên đau bụng đến mức lăn lộn dưới đất, kêu là sắp đi chầu trời đến nơi rồi. Cha, để con đi xem sao. Con bảo Tạ quân sư đi cùng đi. Vâng, đi thôi. Có chuyện gì vậy? Cô mau cứu chú ấy đi, chú ấy chịu hết nổi rồi. Gia Hưng, mau chóng đưa hắn đi, tìm người chữa trị cho hắn. Vâng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong cơm này có độc. Đứng lại, làm gì vậy? Chào anh, tôi muốn vào trong dọn dẹp chén đũa. Đợi tôi một lát. Đại đội trưởng Long, trong cơm có độc. Sau này anh phải cẩn thận hơn. Cô Zosima, ngài Lục rất quan tâm cô. Mọi thứ thuận lợi chứ? Thuận lợi, các anh có thể hành động rồi. Vâng. Ngài Lục đã dặn dò tôi, mọi việc đều nghe theo sự chỉ huy của cô Zosima. Cầm lấy. Anh hãy giao cái này cho ngài Lục. Cái này là bản đồ của Thanh Phong Trại. Nơi được vẽ tam giác chính là địa lao giam cầm Long Phi Hổ. Vào ngày mai, các anh sẽ ẩn núp bên ngoài địa lao. Chỉ cần Long Phi Hổ bước ra ngoài thì lấy mạng hắn. Vâng. Anh phải nhớ rằng, nếu bất đắc dĩ lắm thì các anh mới dùng súng. Nếu không chúng ta rất khó thoát thân. Vâng. Anh đi dọc theo con đường này, sau đó băng qua một khu rừng. Anh sẽ thấy một vách đá, chỗ đó dẫn đến sau núi Thanh Phong Trại.
tôi đã để lại ký hiệu ở dọc đường. Kozoshima, cô vất vả rồi. Anh về nói với ngài Lục. Thanh phong trại không thích hợp để xây căn cứ. Anh bảo ngài ấy tìm một nơi khác đi. Sau khi hoàn thành, tôi sẽ tuân theo chỉ thị của cấp trên, về Long Thành hỗ trợ ngài ấy. Vâng. Kozoshima, cô phải cẩn thận. Thật là kỳ lạ, Long Phi Hổ bị nhốt trong trại, nhưng đám quân lính ở dưới núi lại không chút động tĩnh nào. Cái này tôi cũng không biết tại sao. Vài ngày nữa sẽ là lễ hội thần lửa. Lễ hội thần lửa năm nay không thể qua loa được. Tôi đã bảo bọn Đại Nhiêu đi chuẩn bị rồi. Lão trại chủ, sao hôm nay Long Thiên đột nhiên nói đau bụng? Tôi biết chuyện này rồi. Có vấn đề gì không? Hắn không có vấn đề gì. Nhưng mà Long Phi Hổ hôm nay ở nhà giam đột nhiên nói với tôi, có người bỏ độc vào đồ ăn của họ. Có người bỏ độc vào đồ ăn. Lời của Long Phi Hổ, chúng ta không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn. Nếu đồ ăn có độc, có nghĩa là có người trong trại đã hạ độc. Chúng ta phải tìm ra người đó mới được. Long Phi Hổ, Long Thiên, họ không phải người sẽ sử dụng thủ đoạn này. Cậu lập tức đi điều tra chuyện này. Vâng, chúng tôi đi làm ngay. Đại đội trưởng Long, tôi đến đây để cứu anh. Anh mau đi theo tôi. Rốt cuộc cô là ai? Tại sao phải đến đây cứu tôi? Anh không cần biết. Anh theo tôi ra ngoài trước đi. Rốt cuộc cô là ai? Là ai đã phái cô đến đây lấy mạng tôi? Nói. Có ai không? Cứu tôi với. Có ai không? Đừng cử động. Xương cốt không bị gì hết. May là không có bị gãy xương. Cô nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ khỏi thôi. Cảm ơn cô Khánh Ngân. Tránh ra. Thụy Phương, có phải là Long Phi Hổ làm không? Vết thương thế nào? Có nghiêm trọng không? Anh Đại Nhiêu, cô Khánh Ngân đã khám cho tôi. Tôi vẫn ổn. Trại chủ, tôi thật sự không hiểu tại sao chúng ta lại tốt với Long Phi Hổ như vậy. Người của hắn sát hại người của ta, chúng ta cũng tha cho hắn. Bây giờ hắn ta lại làm cô Thụy Phương bị thương, bây giờ còn muốn chạy trốn nữa. Đại Nhiêu, anh ở đó là hét cái gì chứ? Chuyện này, tôi và Tạ Quân Sư sẽ điều tra rõ ràng. Cô Thụy Phương, cô ở đây nghỉ ngơi đi. Chuyện này, vốn dĩ tối nay tôi tính dẫn cô đi tham dự lễ hội thần lửa của chúng tôi, để cô góp vui với chúng tôi. Nhưng bây giờ,
Cô yên tâm đi. Sau này ở trong Thanh Phong trại, nếu ai dám bắt nạt cô một lần nữa, Đại Nghiêu tôi nhất định sẽ xử đẹp người đó. Anh Đại Nghiêu, cảm ơn anh. Anh đối xử với tôi rất tốt. Long Phi Hổ, đứng dậy cho tôi. Khiên qua kia. Mọi người nhanh lên, lão trại chủ, hôm nay rất náo nhiệt. Đã lâu rồi, chúng ta chưa vui vẻ như ngày hôm nay. Mấy năm nay, bị mấy tên lính ở Dụ Thành bắt nạt. Sao chúng ta có thể vui vẻ được chứ? Người dân của chúng ta đã sống ở đây rất nhiều thế hệ. Cuộc sống của chúng ta rất bình yên. Chúng ta như người trong gia đình, vui đùa với nhau. Những ngày tháng như vậy lại rất ngắn. Lão trại chủ, ngài đừng nói những chuyện không vui. Mọi người đang chờ ngài thắp đèn thần lửa đấy. Chuyện thắp đèn thần lửa giao cho Khánh Ngân đi. Tôi già rồi, cũng nên thoái vị. Khánh Ngân, sau này việc thắp đèn thần lửa hàng năm sẽ giao cho con. Cha ơi, hay là chúng ta cũng thả ba người đó ra đây đi, để họ cảm nhận sự tốt đẹp của Thanh Phong trại ta. Những người đã tấn công Thanh Phong trại chúng ta, con gái của cha cũng quan tâm đến họ. Con thật tốt bụng. Cha, con chỉ là tội nghiệp thằng nhỏ nó thôi. Còn nữa, con muốn tên cầu quan Long Phi Hổ kia xem chúng ta có phải thổ phỉ không. Thiếu trại chủ, em xem kìa. Cha, cha muốn thả họ đi sao? Khánh Ngân, cha đã hiểu ra rồi. Nếu chúng ta xử một tên lính, họ sẽ cử 10 tên lính lên đây. Lý do cha làm như vậy là muốn hắn ta cảm nhận Thanh Phong trại của chúng ta là Thanh Phong trại như thế nào. Sau này đừng bao giờ tấn công chúng ta nữa. Tiểu Minh, anh Phi Hổ. Phi Hổ, cháu cũng mặc như vậy sao? Tôi nói cho mấy người nghe, lão trại chủ của chúng tôi nhân từ, tha cho các người, còn cho các người tham dự lễ hội thần lửa của chúng tôi, để các người cảm nhận sự tốt đẹp của người Thanh Phong trại chúng tôi. Các người đừng có nhân cơ hội này mà chạy trốn. Yên tâm đi. Chuyện mà cháu bảo chú điều tra sao rồi? Chú đã điều tra rồi. Người phụ nữ đó quả thật không phải người của Thanh Phong trại. Hơn nữa cô ấy mới đến đây được vài ngày. Vậy thì đúng rồi. Cô ta muốn ám sát cháu. Muốn ám sát cháu? Đúng. Rốt cuộc cô ta là ai? Tại sao lại ám sát cháu? Cháu cũng không biết. Mặc kệ cô ta đi. Dù sao, họ cũng đang nhắm vào cháu. Nếu không đạt được mục đích, cô ta sẽ không dừng lại đâu. Thần lửa đến.
các người đến nhà giam lấy mạng Long Phi Hổ. Vâng. Cha nuôi cha xem. Là chị Khánh Ngân. Long Phi Hổ không có ở nhà giam. Các người qua bên đó lấy mạng lão trại chủ trước, sau đó bắt cô gái đó. Rõ. Cẩn thận, có người tấn công trại, mau lấy vũ khí. Tiểu Minh, con không được đi đâu hết. Con ngoan ngoãn đứng đây đợi cha được không? Cái con Thụy Phương kia chắc chắn có vấn đề, mau bắt cô ta đến đây cho tôi. Mau đi đi, tôi sẽ bảo vệ lão trại chủ được. Đứng lại. Cô muốn đi đâu vậy? Có người muốn lấy mạng tôi nên tôi muốn xuống núi. Có người muốn lấy mạng cô. Có phải cô đã dẫn mấy người đó vào trại không? Họ đã xử rất nhiều anh em của chúng tôi. Anh Đại Nhiêu, tôi không biết anh đang nói gì. Được. Cô nói cô không biết phải không? Vậy cô cùng tôi về gặp lão trại chủ đi. Nói rõ mọi chuyện với mọi người. Được. Tôi sẽ cùng anh về gặp lão trại chủ.
cẩn thận. Long Phi Hổ. Long Phi Hổ mau nộp mạng đi. Đứng yên hết, nếu không tôi bắn cô ấy. Thả cô ấy ra. Nếu anh thả cô ấy ra, tôi sẽ tha cho anh. Bỏ đao xuống, nếu không tôi sẽ bắn cô ấy. Bỏ xuống. Phi Hổ. Anh Phi Hổ. Phi Hổ. Cháu không sao chứ? Anh Phi Hổ. Anh không sao chứ? Không sao chứ? Anh có ổn không? Tôi không sao. Bị thương nhẹ thôi. Còn cô thì sao? Có bị thương không? Được rồi. Chúng ta về thôi. Đi. Phi Hổ. Anh Phi Hổ. Sao rồi? Dập hết lửa chưa? Kẻ đột nhập bắt được chưa? Họ đã bị chúng ta tiêu diệt hết rồi. Bây giờ mọi người đang dập lửa. May là quân sư có sự chuẩn bị nên không bị tổn thất gì hết. Chỉ tiếc là để người phụ nữ kia chạy mất. Gia Hưng cũng bị thương. Tôi nghe Tiểu Minh nói Đại Nghiêu đang đuổi theo cô ta. Tôi đã bảo Thành Kim đi giúp Đại Nghiêu. Thật không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy trong lễ hội thần lửa. Đúng vậy. Lúc đầu tôi cũng không tin lời của Long Phi Hổ lắm. Kể từ khi Thụy Phương đó bị thương, tôi càng không hiểu tại sao trong nhà giam lại có con dao găm. Với thân thủ của Long Phi Hổ, hắn muốn lấy mạng người phụ nữ này không phải chuyện khó. Người trong trại nói với tôi, khi họ chạy xuống nhà giam, Long Phi Hổ rất bình tĩnh đứng ở đó. Điều này khiến tôi tin tưởng Long Phi Hổ, nghi ngờ Thụy Phương, nên mới lên kế hoạch như hôm nay. Nó đã cứu Thanh Phong trại chúng ta khỏi một tai họa. Cha, thế có nghĩa là cha đã nghi ngờ cô ta từ lâu. Vậy tại sao cha không nói với con? Không có bằng chứng, cũng không thể chắc chắn, nên tôi và lão trại chủ đã âm thầm sắp xếp. Tối nay chuyển bọn Long Phi Hổ ra khỏi nhà giam. Đại Nghiêu, có chuyện gì vậy? Tôi bị Thụy Phương đánh lén, sau đó hôn mê. Còn cô ta đâu? Chạy trốn rồi. Long Phi Hổ thì sao? Cha, anh ấy bị trúng tên. Nhưng là vì muốn cứu con, nhờ có anh ấy, con mới không bị gì. Vì muốn cứu con,